Đây là quà sinh nhật cháu của chủ khách sạn 5 sao. Hello mọi người. Lâu lắm rồi không dắt mọi người đi coi tiệc sinh nhật của con nhà người ta đúng không? Cái này là con nhà của chủ khách sạn 5 sao. Xỉu. Bởi vậy cái tướng đi đăng ký thủ tục để vô trang trí cũng phải sang lên. Đăng ký xong cầm bịch đồ lên tầng 25 buffet làm bóng thôi. Phóng lên tới tầng 25 trong vòng 10 giây. Trời, cái lỗ tai muốn xỉu. Cái điều đầu tiên khi bước chân lên đây không có gì khác ngoài cái view toàn Sài Gòn. Còn cái này là không gian của chủ tiệc 8 tuổi. Nghe cái tuổi mà muốn ủi hết mấy đứa 18 tuổi như mình. Để ráng làm đẹp đẹp. Lát nữa gặp chủ tịch xin góp gạo. Rồi nếu mà ok góp luôn cổ phần cho công ty được không? Nhìn cái phần quà nó bự hơn mình mà muốn chậm cả. Mà hơn đó là nay cũng lời. Đi trang trí vô cuối tuần. Buffet ở đây tặng cho người ăn một vé bơi phà re nên tranh thủ theo dòng người lên đây sống ảo chứ ngồi dưới làm bóng mà trầm cảm quá. Nếu mà thuận lợi góp gạo ok với chủ tịch thì tới đây mỗi ngày. Tưởng tượng cảnh lát nữa bạn mấy bé 8 tuổi tới ăn sơn hào hải vị mà trong lòng cũng bồn chồn đứng ngồi không yên, làm chị nhân viên tưởng khách tới đây ăn mà trời đất ơi tiện đâu mà ăn. Ví dụ như có mấy cái quầy sashimi cho khách dùng thử thì cái này ăn ké được không có tốn tiền. Trời lời nữa, ủa mà quên làm bóng chưa xong mà ta để dán mấy cái đường dây lại cho khách đi khỏi dắp tay. Và đây là công trình sau một buổi chiều sống ảo phần ké của mình. Hôm nay trong set đồ con nhà giàu đi đâu đi ta? Đúng rồi, mang đồ cho sang vậy chứ cũng đi làm bóng à. Còn like nữa. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi trang trí ở du thuyền. Và đây chính là không gian của buổi tiệc ngày hôm nay. Bên tụi mình mới nhập được cái màu bóng Navy bên Mỹ về, xịn không? Đang bơm bóng thấy cái view du thuyền mà không đi chụp hình cũng muộn. Này là kiểu chụp hình nhưng mà sợ khách thấy ngại. À mà khách chưa tới nên. Còn ta nói cái view trên nóc du thuyền được gom gọn hai chữ quá là đẹp. Nên phải làm liền kiểu ảnh. Một mình anh lang thang trên phố. Đi chụp với đi quay có mấy cái là trễ giờ rồi, phải chạy xuống làm liền mới kịp. Xịt cái này lên nữa là cho các bạn xem kết quả nè. Và đây là thành phẩm màu bóng mới của tụi mình. Ta nói mấy cái màu bóng mới nó đẹp như mấy tấm hình hồi nãy giờ mình chụp vậy. Xong tiền mình sẽ dắt các bạn tới chỗ này mua bánh cốm của người đàn ông yêu đời nhất Sài Gòn. Giữa đám đông mà chú vẫn nhún nhảy như vậy cũng chỉ để bán bánh cốm cầm giấy trà bông kiếm tiền nuôi con. Mỗi bịch chỉ có giá từ 15 đến 20 ngàn. Chú bán ở ngã tư Trần Hưng Đạo với Nguyễn Thái Học. Like cho chú một cái quá là xuất sắc.